Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các em trong clip ngày hôm nay. Ở clip trước, cô đã hướng dẫn các em giải đề kiểm tra một tiết đại số 9, chương 3, đề 1. Trong clip ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em đề kiểm tra một tiết đại số 9, chương 3, đề 2. Cấu trúc đề 50% trắc nghiệm, 50% tự luận. Nội dung đề bao quát hết các kiến thức cơ bản mà các em đã học ở chương 3, có phân chia mức độ rõ ràng, phù hợp với tất cả đối tượng học sinh. Đề 2 ở clip này mức độ khó hơn một chút so với đề 1. Hãy chụp lại màn hình điện thoại để lưu đề và làm vào vở nhé các em. Ở clip sau, cô sẽ hướng dẫn các em giải chi tiết đề 2. Các em thân mến, có câu rễ của sự học thì đắng, nhưng quả của sự học thì rất ngọt ngào. Cô mong rằng các em luôn có niềm say mê và sự nỗ lực cố gắng trong học tập. Văn ôn, võ luyện. Nếu các em lười biếng, không chú tâm vào học tập, thì có thể xảy ra tình huống như sau. Bước tới phòng thi mới hoảng hồn, bạn bè chiến hữu chẳng thấy đâu, lom khom dưới cuối một vài đứa, lác đác bên kia giám thị tuần. Đề văn nghĩ mãi đau đầu quá, đề toán giải mãi vẫn không ra, giờ đây chỉ biết ngồi cắn bút, một mảnh đề thi ta với ta. Các em hãy đăng ký kênh của cô để nhận được các video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em